Lolotica, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây chính là một trong những sản phẩm mình nghĩ là nó sẽ làm mưa làm gió trong phân khúc mức giá tầm trung sắp tới thị trường Việt Nam. Đây chính là Huawei Y9 phiên bản 2019. Và mình thực sự bất ngờ bởi vì cái dòng Y từ trước giờ mà Huawei tạo ra thường chỉ nhắm đến phân khúc mức giá tầm trung giá rẻ và có những trải nghiệm không thực sự là tốt với kiểu màn hình HD và cấu hình thì rất là cùi bắp. Nhưng không, Y9 2019 chúng ta có thiết kế rất đẹp. Chúng ta có màn hình lớn, độ phân giải cao lên tới là Full HD cộng. Chúng ta có cấu hình mạnh với hai silicon Kirin 710 và mức giá mình chi luận được thì đâu đó vào khoảng tầm 5 triệu rưỡi mà thôi. Thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá về Huawei Y9 nhé. Trước tiên đó thì sản phẩm này sẽ nhận được rất nhiều chương trình khuyến mãi tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video, tại vì các bạn sẽ được nhận quà tặng pre-order này, hoặc nếu không nhận quà thì có thể còn được giảm tiền trực tiếp vào giá bán của sản phẩm nữa. Nên là cái mức giá để các bạn sở hữu sản phẩm này mình đánh giá là sẽ thực sự rất tốt. Và nó sẽ có những gì? Xét về thiết kế ở bên ngoài, chúng ta sẽ có cái mặt lưng này. Mình cảm giác nó là bằng nhựa, nhưng mà mình vẫn thấy là nó có một chút gì đấy rất là giống kính. Màu sắc thì màu xám kiểu này nhìn rất là đẹp. Nó không hẳn là đen, nó không hẳn là trắng trắng nhờ nhờ, mà nó là có một chút gì đấy lai tạp, nó nhìn nó rất là kiểu có một chút bí ẩn á, nhìn khá là thú vị. Vị trí của cụm cảm biến vân tay đặt rất chuẩn để các bạn có thể trải nghiệm rất là dễ dàng. Những thứ cơ bản như là logo Huawei, AI camera hay là cụm camera dual đặt dọc rất là tinh giản gọn gàng ở đây, nó cũng khiến cho cái mặt lưng trở nên thanh thoát hơn rất là nhiều và mình cũng khá là ưng nó. Và quay đến phía mặt trước, chúng ta có một cái màn hình kích thước rất lớn lên tới là 6.5 inch, và nó theo tỷ lệ đây là 19:5:9, có tai thỏ đương nhiên rồi, không thể nào thiếu được tai thỏ rồi. Và cái phần viền màn hình bên dưới các bạn cũng có thể thấy là nó hơi dày một chút xíu. Nó là giới hạn của công nghệ màn hình LCD ở thời điểm hiện tại với những thiết bị dòng tầm trung rồi, nên các bạn cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Nhưng 6.5 inch như các bạn có thể thấy, máy nó không thực sự là quá lớn trong tay mà mình cầm nắm và sử dụng, và mình vẫn cảm thấy khá là dễ chịu với cái sản phẩm này. Nó to hơn một chút xíu so với những cái màn hình kiểu 6.3 inch thông thường mà thôi, cũng không quá là đáng ngại. Và quan trọng hơn là cái màn hình này sử dụng cái độ phân giải đây là Full HD cộng, và đồng nghĩa tức là các bạn sẽ có một mật độ điểm ảnh tốt hơn, nét hơn và màu sắc đưa lại cũng ok hơn. Nói chung là mình đánh giá cái màn hình của sản phẩm này là ngon trong cái tầm giá chính hãng của nó. Thế nhưng có một điều mình hơi đáng tiếc nhẹ là với những sản phẩm của Huawei mà không có phím home cứng phía mặt trước, phím home ấy, thì cái vấn đề gọi là điều hướng hệ thống ấy, nó sẽ không có cách nào giúp các bạn có thể tận dụng được toàn bộ cái màn hình này để trải nghiệm, mà chúng ta sẽ vẫn mất ba cái phím điều hướng cơ bản của Android vào phía bên trong màn hình. Và đây là một cái điều mình không thực sự là đánh giá cao. Mình vẫn mong là Huawei sẽ cải tiến trong những cái thế hệ phần mềm tiếp theo, bởi vì là cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng có khá nhiều thứ đáng để mà trải nghiệm trên cái hệ điều hành này rồi. Ví dụ như là tích hợp Google Now ở đây này, launcher hay là icon, mọi thứ đều rất là nhanh, gọn gàng và rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì vuốt vuốt các thứ thì vẫn chưa thực sự là ngon cho lắm. Nói đến camera, chúng ta sẽ có dual camera selfie, chúng ta sẽ có thêm dual camera phía mặt lưng. Đồng nghĩa là các bạn sẽ có tổng cộng tới 4 camera, và đương nhiên 4 camera này của chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ AI camera ở hai camera chính phía mặt lưng đằng sau. Khá đáng tiếc là hai camera selfie thì không có, nhưng mà các bạn vẫn sẽ có thể chụp xóa phông các thứ với sản phẩm này. Nói chung là đây là phiên bản demo nên mình cũng chưa có muốn đánh giá về chất lượng của camera nó có tốt hay không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là ok. Một vài tấm hình demo thì mình nhận thấy là hình chụp cũng tạm được, nhất là khả năng selfie thì nó làm mịn da trắng trẻo xinh gái đẹp trai cái thứ thì cũng khá là ok. Pin của máy có dung lượng rất lớn lên tới là 3900 mAh, nhưng đáng tiếc là nó lại không có công nghệ sạc nhanh, và các bạn sẽ phải đánh đổi đấy một chút xíu về thời gian sạc mà thôi. Nhưng mà cơ bản với 3900 thì cái sản phẩm này sẽ đáp ứng rất tốt nhu cầu về cái thời lượng pin sử dụng thực tế của các bạn. Máy đương nhiên không thể thiếu được cái mở khóa một khuôn mặt, và nó là một cái thứ rất là đặc trưng rồi, hầu như máy nào bây giờ cũng có rồi. Và cái điểm nhấn có thể nói là lớn nhất của sản phẩm này đối với bản thân mình, đó chính là về hiệu năng. Chúng ta sẽ sử dụng cái chip 2 silicon Kirin 710, và cái phiên bản mình đang có đây sẽ là 4GB. Mình không rõ là liệu Huawei có mang về phiên bản 6GB hay là không, nhưng nếu có thêm phiên bản đó thì mình nghĩ sẽ khá là ok. Và bộ nhân trong mặc định nó đã lên tới là 64GB để giúp các bạn có thể lưu trữ thoải mái rồi. Và các bạn thấy đấy, với tầm giá thì khoảng tầm hơn 5 triệu chính hãng, chúng ta có cấu hình mạnh, có RAM 4GB, có sẵn 64GB bộ trong, thì đây là một cái sản phẩm mình đánh giá là thực sự rất hời dựa trên cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra cho nó. Thế nên là tổng kết lại, ở cái tầm giá khoảng hơn 5 triệu, chúng ta có một thiết bị với thiết kế đẹp đấy. Viền thì bằng nhựa, mặt lưng có thể cũng là bằng nhựa. Và bù lại vào cái điều đó, chúng ta có màn hình đẹp, kích thước lớn, chúng ta có pin ngon, chúng ta có camera ok, chúng ta có hiệu năng tốt. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Thực sự khi mà mình cầm trên tay sản phẩm này thì mình khá là bất ngờ, bởi vì đây là một chiếc Y, nó khác hoàn toàn so với những chiếc Y trước đây mà mình đã từng cầm nắm của Huawei. Và các bạn nghĩ sao về nó, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là mức giá đang thực sự rất tốt tại 7S kèm theo rất nhiều quà tặng pre-order. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.